Xin chào quý vị các bạn, thật vui khi chúng ta đã được gặp nhau trong video trải nghiệm của Auto Daily. Và trong video này thì Bảo Duy muốn cung cấp, chia sẻ với các bạn một thông tin. Vâng, chính nhà sản xuất VinFast, một hãng xe đến từ Việt Nam, đã trình làng mẫu SUV Lux phiên bản đặc biệt tại triển lãm Geneva Motor Show 2019. Và hiện tại ở trên màn hình quý vị các bạn là những hình ảnh đầu tiên về chiếc Lux V8 của VinFast. Mẫu xe này thì hiện tại đang được phát triển từ nguyên mẫu là chiếc SUV Lux SA 2.0, nhưng vượt trội toàn diện về cả hình thức bên ngoài lẫn các thông số kỹ thuật ở bên trong. Trong đó nổi bật nhất ở phiên bản đặc biệt VinFast Lux V8 là khối động cơ V8 mạnh mẽ với 8 xi lanh xếp hình chữ V, công suất tối đa lên tới 455 mã lực, mô xoắn cực đại 624 Nm. Vâng, tất cả những thông tin vừa rồi đều đang là những thông tin mà nhà sản xuất VinFast cung cấp. Hiện tại thực tế như thế nào thì tất cả chúng ta đều chờ đợi ngày mẫu xe này được trở về quê hương Việt Nam. Xét về mặt thiết kế thì chiếc xe VinFast Lux V8 mang đi triển lãm được phủ một màu sơn đen sang trọng kết hợp với các chi tiết kim loại màu bạc, mang lại diện mạo có phần đẳng cấp và quyền lực, hay anh em mình có cái từ vui vui gọi là cool ngầu ấy ạ. Bên cạnh đó là bộ lốp thể thao cỡ lớn 22 inch, lưới tản nhiệt dạng mắt cá bằng chất liệu nhôm cao cấp. Các đường nẹp ở hai bên thân xe, trên nóc và ở mặt trước được sơn phủ lớp carbon cao cấp, tất cả hợp thành một thể thống nhất với bộ la răng, tạo cảm giác thể thao mà lại có phần ngầu cũng như là sự bí hiểm. Nếu như tiến vào không gian nội thất như hình ảnh mà quý vị các bạn đang xem ngay bây giờ, thì chất liệu nội thất của VinFast Lux V8 cũng được nâng cấp lên một tầm mới so với cả phiên bản Lux SA 2.0. khi được kết hợp từ da lộn cao cấp cùng với cả hợp chất sợi carbon được phủ tạo điểm nhấn ở trên bảng táp lô hay ở trên cửa. Theo như nhà sản xuất VinFast công bố thì toàn bộ phần da phủ bên trong xe đều được chế tác hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu thế giới. Còn thực tế như thế nào thì rất mong ngày chiếc Lux V8 này được về Việt Nam, được về quê hương để chúng ta cùng nhau cảm nhận, chạm, sờ, nắn. Để nhấn mạnh được đặc tính sang trọng và sự độc đáo của chiếc VinFast Lux V8 thì hàng ghế dưới của phiên bản đặc biệt đã được cân chỉnh kỹ càng để mang đến một sự thoải mái cũng như là sự tiện nghi tối đa cho người ngồi phía sau. Ông David Leung, giám đốc thiết kế của VinFast, có chia sẻ rằng chiếc VinFast Lux V8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và cảm giác lái của xe đua cùng đẳng cấp sang trọng vượt trội của một mẫu xe hạng sang. Chủ sở hữu của mẫu xe này có thể tận hưởng sự thư thái ở hàng ghế sau và vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê cầm lái khi ngồi sau vô lăng. Sự đặc biệt của VinFast Lux V8 không chỉ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cùng cảm giác phấn khích khi cầm lái cho người dùng, mà còn là sản phẩm tạo nhiều điểm cảm hứng cho Magna, đối tác tư vấn sản xuất ô tô của VinFast. Các kỹ sư của Magna đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết cùng VinFast để cho ra đời một phiên bản đặc biệt hoàn hảo nhất. Đó cũng là lý do mà Magna, nhà sản xuất ô tô OEM số 1 thế giới, đối tác của các hãng xe hàng đầu như Mercedes-Benz, BMW, Aston Martin, Jaguar, Audi, quyết định chọn VinFast Lux V8 để giới thiệu một cách trang trọng với công chúng tại Geneva Motor Show 2019 trong gian hàng của mình. Việc tiếp tục xuất hiện ấn tượng tại một trong những triển lãm quan trọng bậc nhất của ngành ô tô thế giới và nổi bật trong gian hàng của đối tác Magna City đã khẳng định khát vọng chinh phục đẳng cấp quốc tế của VinFast. Một hãng xe đầu tiên chinh phục đẳng cấp quốc tế của VinFast, dự kiến VinFast Lux V8 sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn và bán ra thị trường trong năm 2020. Vừa rồi là những thông tin ban đầu mà nhà sản xuất cung cấp. Vậy quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này? Hãy comment thật nhiều ngay bên dưới của video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về chiếc Lux V8 này. Xin chào và hẹn gặp lại.